Hello anh em, mình là Huy Long, chào mừng anh em có trở lại kênh review Transformer VN của mình. Thì hôm nay mình mới về hai em hàng, đó chính là hai thanh niên tattoo của BMB, đó chính là LS01S và LS01S. Hôm nay mình sẽ làm clip mở hộp cái con LS01S trước. Thì thực ra là cái con này thì mình, tức là cái bản LS01 thì mình đã có từ rất lâu rồi, nhưng mà mãi gần đây bây giờ mình mới quyết định là đổi, nâng cấp lên, là mình đã bán cái con LS01 thường đi và mua cái con LS01S này, tại vì nó có các cái hình hoa văn nó rất là đẹp mà cũng giống như trong phim đấy, cho nên là đó chính là cái động lực khiến cho mình mua cái con LS01S này đó. Thì mở hộp ra thì đầu tiên chúng ta sẽ nhìn thấy cái bìa trên của nó sẽ có cái hình máy bay, ở dạng máy bay đó, các bạn sẽ thấy luôn cái hoa văn của nó rất là đẹp đó, và tên của nó vẫn như vậy thôi, tên của nó vẫn là Ares Nitrogen, thực ra thì tên của nó là Nitrogen. Đây, bên ngoài bìa cắt tông chúng ta sẽ thấy là đây không một S đó. Thì mình lấy hộp ra thì chúng ta sẽ quay hộp của nó nhé. Thì bìa trên là hình máy bay rồi, và mặt trước của nó đây các bạn sẽ nhìn thấy là hình ảnh của nó dạng robot đó, BMB LS01S Black Mamba Ares Nitrogen đó, deformation. Thì bên cạnh trái này chúng ta thấy hình ảnh, hai hình ảnh của dạng robot, mặt đằng sau thì là dạng robot và dạng máy bay, và ngoài ra dưới này thì có các cái hình đó đó, mấy cái hình nhỏ nhỏ của nó rồi. Thì một điểm nữa là mình nhận thấy là cái hộp của con này thì nó chuyển sang đúng cái hộp kiểu của dòng cao cấp của dòng LS của BMW. Tại vì sao? Tại vì cái con LS01 trước đây mình có thì nó là hộp bình thường, nó không phải là hộp mà mở cái mặt trước ra chúng ta nhìn ở bên trong nữa đó, cái đó là cái hộp của con LS01 thường thì nó là như vậy. Còn bắt đầu từ cái con này, còn cái con này thì mình đã thấy là nó lại chuyển sang cái dạng hộp như vậy, hộp hộp đóng kiểu hộp cao cấp ấy. Đó là chúng ta sẽ có thể mở ra và chúng ta có thể gọi là nhìn trực quan, nhìn được cái sản phẩm bên trong. Đó thì đây chúng ta đây có cái chữ Cybertron này, nó rất là đẹp, nó thêm hoa văn họa tiết rất là nhiều. Đó. Rồi thì bây giờ mình sẽ mở tiếp nó ra. Đấy, đúng kiểu nửa đen nửa trắng, đúng kiểu của dòng cao cấp luôn, chứ không như cái con lê không một thường thì nó chỉ là cái vỉ nhựa trong thôi. Thì đây có cái giấy hướng dẫn này, giấy hướng dẫn thì cũng là hình của con lê không một s luôn chứ không phải là của lê không một thường. Đây mình sẽ mở ra xem như thế nào. Đó, Transform con này là 31 bước thôi, 31 bước đó, và những chỗ nào biến đổi thì họ in màu tím như thế này đó. Rồi thì đây chúng ta nhìn qua có thể thấy là phụ kiện của nó thì chỉ có mỗi cái một cái head này thôi, thêm một cái head như kiểu head mặt của giống kiểu đầu của Subway đó, Subway. Mà đúng là trong phim thì mình thấy cái head của nó là giống giống như này hơn là cái head nó đang gắn hiện tại đó. Rồi thì mình sẽ tiếp tục mở nó ra. Thì mình nói luôn về mức giá của con này, cái con này thì mức giá của nó cũng khá là hợp lý chứ không phải đắt, thì nó là tám, mình mua 800.000 cái con này. Đấy, còn không biết thì các bạn mua những shop nào bao nhiêu thì mình không biết, nhưng mình order con này là 800.000 đó. Rồi thì mình bỏ cái bìa này ra, bỏ cái vỉ nhựa ra. Thì đấy thì chúng ta sẽ xem cái head này trước này, cái head giống như của Subway đấy. Đây đó, nó màu xám, và ngoài ra thì các cái hoa văn trên đỉnh đầu này khá là đẹp.
Tiếc là không có LED nhỉ. Chính ra cái head này mà họ tích hợp LED thì cũng hay, cũng đẹp. Chứ đây là cái mắt này họ chỉ sơn đỏ thôi chứ không phải là LED. Không có LED gì cả. Hơi đáng tiếc một chút. Rồi, và tiếp theo thì là đó. Đây chính là em robot Nitrojust và có một cái sợi dây silicon màu vàng. Nó không làm màu tím nhỉ? Cái sợi dây này mà làm màu tím hoặc là màu xám thì mình nghĩ là hợp lý hơn, chứ lại màu vàng này nghe chừng là hơi hơi chóe một tí. Hơi chóe. Đó. Rồi. Thì để mình xem như kiểu là về khớp thì nó có khác gì cái con LS01 không, tại vì mình vừa mới bán con LS01 đi xong cho nên là không có ở đây để so sánh, nhưng mà tuy nhiên là mình cũng đã chơi con LS01 nhiều rồi. Đó, thoạt qua thì mình thấy là sơn xiếc rồi những cái hoa văn này là họ sơn lên chứ không phải là phết phết cũng theo ngẫu hứng đâu, mà là sơn sơn bằng máy rồi. Đó. Ồ, như vậy là mình thấy là con này khớp cũng như thế thôi. Khớp như con LS01 thường thôi, không có cải tiến gì về khớp cả. Đấy, khớp y như vậy thôi. Không có cải tiến gì về khớp. Chỉ có điều là cái màu sơn nó khác, nó thêm các cái hoa văn. Và đây này, các bạn có thể thấy cái chữ này. Chữ như kiểu Cybertron cũng khá là đẹp. Trên đầu cũng có luôn này. Đây. Trên đường có luôn. Đó. Đấy, thì nói chung là cũng đẹp. Rồi mình sẽ làm clip review cụ thể sau và transform em nó nha các bạn nhé. Đây là mình làm clip mở hộp thôi. Nói chung là 800.000 chúng ta sở hữu một cái sản phẩm như này cũng khá là ok. Đó. Đấy. Cái head trông cũng rất là chi tiết. Các cái hoa văn khá là đẹp. Đó. Rồi, ok. Bye bye.